Em Khởi Xe Ô Tô Cũ Nghiên xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em Khởi xin chúc quý anh chị và các bạn một ngày an lành và hạnh phúc bên người thân. Hôm nay thì em Khởi lại lên sóng review giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Chợ bên em thì chuyên mua bán kinh doanh và cho đổi những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng từ 2 chỗ đến 8 chỗ ngồi, giá dao động chỉ từ 100 triệu đến dưới 400 triệu đồng. Bên em thì còn có hỗ trợ trả góp từ 50 đến 70% giá trị của những chiếc xe mà đang có mặt tại chợ kể từ đời 2014 trở về đây. Bên em thì có bao rút hồ sơ gốc, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn còn chưa tự tin với tay lái hay cung đường xa xôi không một mình đánh xe về được, bên em sẽ ship xe về đến tận cửa nhà cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn không mất thêm một đồng phí nào cả. Thủ tục vay vốn thì cực kỳ là nhanh gọn dễ dàng, không có gì rườm rà làm khó quý anh chị và các bạn. Bên em thì còn có bảo hành về khối động cơ từ 3 đến 6 tháng, toàn bộ xe đang có mặt tại chợ đều có bảo hành từ 3 đến 6 tháng, không một chiếc nào là không có cả. Đời cao thì bên em bảo hành 6 tháng, đời thấp thì bên em bảo hành 3 tháng, tất cả xe đều có bảo hành. Bên em thì có cam kết không kinh doanh những dòng xe đâm xô ngập nước, nên quý anh chị và các bạn cứ yên tâm, đến với em Khởi kiểu gì cũng có xe đi về. Quý anh chị và các bạn thiện chí đến bên em xem xe, chốt giá, bỏ tiền ra mua xe, thì bên em sẽ để cho quý anh chị và các bạn với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi, kèm theo một bản cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước. Quý anh chị và các bạn mua xe bên em về đi test hãng, test gara hay test thợ mà phát hiện ra xe bên em là xe đâm đụng ngập nước, quý anh chị và các bạn cứ mang xe trả cho bên em sẽ hoàn lại 100% số tiền mà quý anh chị và các bạn bỏ ra mua xe, cộng thêm 10 triệu coi như đó là phí đi lại cho quý anh chị và các bạn. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những cái mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em, thì hãy nhấc điện thoại lên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tìm hiểu và muốn tham khảo, hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu vàng ngọc của mình ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường Năm Cũ, mặt đường Năm Cũ đấy ạ, hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe giường nằm, giường ngả, giường nghiêng, giường ngồi đều đi qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn xuống xe là đã có mặt tại chợ, không mất thêm một đồng tiền phí taxi hay xe ôm nào. Là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ, xem tận mắt ôm vô lăng lái thử xem có đúng như bên em giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, những anh chị nào mà đã đăng ký kênh của em rồi thì lướt qua video của em thì đừng tiếc cho em một like. Còn những quý anh chị nào muốn xem video của em lần đầu thì hãy ủng hộ em, ủng hộ kênh của em bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng hay giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới cập bến tại chỗ Ô Tô Cũ Nghiên của em Khởi thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo, không làm mất nhiều thời gian của quý anh chị nữa. Thì bây giờ em xin phép được đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Còn quý anh chị nào mà rỗi rãi thời gian thì có thể cùng theo em đi tham khảo trực tiếp toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cùng với em. Chiếc đầu tiên thì em Khởi xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016. Động cơ máy là 1.25 được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 38A14470. Chiếc xe này thì mới cập bến tại chỗ Ô Tô Cũ Nghiên của em Khởi vào buổi trưa sáng ngày hôm nay. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 262 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này được trang bị như đèn gầm cũng đã là đèn bi, đèn siêu sáng, đèn projector hay đèn bi siêu sáng siêu bám đường, đèn led ban ngày, la răng đúc, phanh đĩa kết hợp ABS chống bó cứng chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xoè, ốp lốc cánh cửa rồi chân kính lẹp mưa, về mưa, nội thất còn rất là đẹp luôn, vô lăng tích hợp rồi điều hòa tự động, túi khí an toàn, rất nhiều thứ được trang bị rồi, điều hòa tự động, rất nhiều thứ được trang bị trên xe. Giá chỉ có 262 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning bản SI sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25 rồi, một mẫu xe rất là đẹp vừa mới cập bến tại chợ Ô Tô Cũ Nguyên của em Khởi, giá rất là ưu đãi rồi, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2021 còn rất là dài, tháng 6 còn đôi tháng nữa. Quý anh chị và các bạn mua xe bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho quý anh chị và các bạn. Và ngay bên cạnh đây thì em cũng xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe cũng mới về cửa hàng bên em, một đôi luôn, một em Kia Morning bản SI sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.25, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn đấy, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 99A11292. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 265 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn, trang bị như đèn gầm, đèn bi, đèn led ban ngày,
đèn chiếu sáng, đèn bi hay gọi là projector, la răng đúc này kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bọc cứng chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, gương kính chỉnh điện, rồi vô lăng tích hợp, túi khí an toàn, rồi điều hòa tự động, rất là nhiều chức năng đã được trang bị trên xe rồi. Ghế da theo xe vẫn còn nguyên theo xe. Giá bên em đang chào bán là 265 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe rất là đẹp luôn, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới luôn. Một mẫu xe rất đẹp, rất là chất, đang có mặt tại chợ bên em. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu Hyundai Garant i10 một đầu, bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2015, số sàn động cơ máy là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 225 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được sơn xi màu trắng, biển xoăn là 15A20893. Em bản tiêu chuẩn nhưng được nâng độ full đồ như màn hình cam lùi, rồi la răng đúc, rồi rất nhiều thứ, rồi nâng độ gần như bằng bản full luôn. Giá chỉ có 225 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Garant i10 một đầu bản tiêu chuẩn, nâng độ full, la răng đúc, màn hình cam lùi, màn hình Android 10 inch luôn, rất là đẹp luôn, ghế da còn rất là mới. Giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Garant i10 một đầu bản tiêu chuẩn, nâng độ full đồ luôn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe cũng mới cập bến tại chợ ô tô cũ nghiền của em. Nhà em dạo này thì i10 Kia rất là nhiều, Vios rất nhiều, những loại xe đang có mặt tại chợ bên em. Đây là một em Hyundai Garant i10 hai đầu bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.2, tư nhân chính chủ, được sơn xi màu bạc, biển số xe là 88A16102. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 268 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn, được trang bị độ rất là nhiều rồi, như ốp lốc, đèn, đăng kiểm thì đến tháng 5, không còn khoảng tháng nữa. Quý anh chị và các bạn mua xe thì bên em sẽ hỗ trợ luôn cho quý anh chị và các bạn về cái phần đăng kiểm mới luôn, đăng kiểm mới tinh, quý anh chị và các bạn không mất thêm tiền. Đấy, vẻ mưa này, chân kính này, ốp lốc rất là đẹp, lên màn hình cam lùi rồi. Đấy, xe thì rất là chất, ghế da rất là mới luôn. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá chỉ có 268 triệu đồng, là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Garant i10 hai đầu bản tiêu chuẩn rồi, một mẫu xe rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe của Honda Kity, sản xuất năm 2017, động cơ máy là 1.6, số tự động, được sơn xi màu bạc, biển số soát là 30E41089, một mẫu xe rất là đẹp, biển thủ đô luôn. Giá bên em đang chào bán với mức giá là 475 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Được em này thì được trang bị rất nhiều như cảm biến lùi, la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS chống bọc cứng chống trơn trượt, chân lẹp lốc, chân kính, rồi hõm tay lắm mở cửa, rất nhiều thứ. Xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, rồi màn hình cam lùi, túi khí an toàn, vô lăng tích hợp, hộp số tự động, rồi gảy số vô lăng, rất nhiều những cái trang thiết bị, rồi rất nhiều những trang thiết bị, rồi em nhớ em cũng không biết hết được cái trang thiết bị của nó, em nhớ được cái nào thì em quảng cáo cho quý anh chị và các bạn. Bộ xe rất là đẹp luôn, ghế da rất là đẹp, là răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS rất là chất luôn, cụm đèn rất đẹp, form dáng thể thao. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022, còn rất là dài luôn. Rồi còn một bộ cam hành trình 360 độ thông minh, rất là đẹp, rất là chất luôn. Giá chỉ có 475 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Bộ xe rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe
cũng mới về chợ bên em vào buổi sáng ngày hôm nay. Một em Hyundai Getz sản xuất năm 2009, động cơ máy là 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, một mẫu xe rất đẹp luôn. Ốp lốc về mưa. Em này được sơn xi màu bạc. Biển kiểm soát thì là 89A03127. Chiếc xe này thì sản xuất năm 2009, bản đủ. Động cơ máy là 1.0. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 172 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Một mẫu xe cực kỳ là đẹp. Em này được trang bị như màn hình, tam lùi rồi túi khí an toàn. Một mẫu xe rất là đẹp, rất là chất luôn. Giá chỉ có 172 triệu đồng. Em không dịch vụ taxi, không khoan đục. Giá chỉ có 172 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning, sản xuất năm 2013. Động cơ máy là 1.0. Em này được sơn xi màu trắng, biển kiểm soát là 89A24414. Biển số cũng khá là đẹp. Em này một em bản tiêu chuẩn nhưng được nâng độ full như đèn gầm rồi la răng đúc, màn hình cam lùi, màn hình Android rất là to và đẹp, mới in luôn. Giá bên em đang chào bán là 188 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, còn rất là dài. Một em Kia Morning bản tiêu chuẩn nhưng được nâng độ full độ, đèn gầm la răng đúc rồi màn hình cam lùi, giá chỉ có 188 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning đời 2013 rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Kia Morning bản SD sản xuất năm 2016, động cơ máy là 1.25, số tự động. Giá bên em đang chào bán là 318 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá tiền khách hàng, giá chỉ còn có 298 triệu đồng thôi. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Kia Morning bản SD sản xuất năm 2016, số tự động, giảm giá chỉ còn 298 triệu thôi. Em này thì được trang bị như đèn gầm là đèn bi, rồi đèn led ban ngày, đèn chiếu sáng, đèn projector, đèn bi, la răng đúc 4 bánh, rồi phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, gương kính cụp xòe, túi khí an toàn, rồi vô lăng tích hợp, điều hòa tự động, hộp số tự động vô cấp, rất là dài. Đấy, rất nhiều những thứ đã được trang bị trên chiếc xe rồi. Giá chỉ có 298 triệu đồng, vẫn bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Grand i10, một đầu bản đủ, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.0, được sơn xi màu bạc, biển kiểm soát là 89A23840. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc, vành đĩa cộng kết hợp với ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụp xòe, với màn hình cam lùi, vô lăng tích hợp, túi khí an toàn, rất nhiều thứ đã được trang bị rồi. Đăng kiểm thì đến tháng 9 năm 2022, còn rất là dài. Một mẫu xe rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 258 triệu đồng. Là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Grand i10, một đầu bản đủ, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.0. Em này còn được trang bị cả nút đề lổ start up, không cần dùng chìa khóa. Nút mở cửa thông minh, không cần ấn chìa khóa, ấn tay là mở được rồi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Grand i10, hai đầu bản tiêu chuẩn, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.2, 4 máy rồi. Em này được sơn xi màu bạc, biển số là 99A42631. Chiếc xe này thì bên em cũng đang chào bán với mức giá là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đăng kiểm thì đến tháng 7 năm 2022, còn rất là dài. Ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn hai mẫu xe, một em hai mẫu xe Hyundai Grand i10, một em bản đủ và một em bản tiêu chuẩn. Hai chiếc này thì bên em đã bán rồi, nhận cọc, đợi ngày đẹp khách đến mang xe về thôi. Hai mẫu xe
một em biển 14, biển số 16464, 16446 và một em biển 34A, 1429. Hai chiếc này bên em đã bán rồi. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một em Hyundai Garena i10 hai đầu bản tiêu chuẩn nữa. Nghe em dạo này về rất nhiều Hyundai i10 một đầu hai đầu, bản thiếu bản đủ đầy đủ cả cho quý anh chị và các bạn thoải mái lựa chọn và cân nhắc. Chiếc xe này thì bên em cũng mới về bên em, một em Hyundai Garena i10 sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ tư nhân. Động cơ máy là 1.2, bên em cũng đang chào bán với mức giá là 258 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2022, còn rất là dài. Một em Hyundai Garena i10 hai đầu bản tiêu chuẩn, sơn xi màu bạc, biển số là 89A06454, biển số cũng khá là đẹp. Em này thì đã được nâng độ lên la răng đúc rồi, màn hình cam lùi, một mẫu xe rất đẹp, giá vẫn không đổi 258 triệu đồng, là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Hyundai Garena i10 hai đầu bản tiêu chuẩn rồi, một mẫu xe rất là đẹp, giá chỉ có 200 thôi, ngoài 200 tí, 258 triệu đồng, một mẫu xe rất đẹp luôn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một em Toyota Innova đăng ký là 8 chỗ, sản xuất năm 2015, động cơ máy là 2.0, một em tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi ngày nào cả, được sơn xi màu bạc, biển số là 14A45047. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này là em Toyota Innova bán em sản xuất năm 2015, động cơ máy là 2.0, được trang bị như la răng đúc 4 bánh rồi kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, điều hòa, hai dàn điều hòa độc lập, rồi tín khí an toàn. Một mẫu xe rất là đẹp luôn. Em này còn được độ thêm một bộ tem rất là chất luôn, trông cực kỳ khỏe xe, đời cực kỳ là cao, 2015, còn dáng rất là đẹp, giá chỉ có 435 triệu đồng. Thưa quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Innova sản xuất năm 2015 rồi, một mẫu xe rất là đẹp. Và ngay bên cạnh đây thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Innova nữa. Em này là em Toyota Innova bản G sản xuất năm 2010, động cơ máy là 2.0, giá bên em đang chào bán là 288 triệu đồng, đã bao gồm phí vào tên luôn. Em này thì bên em đã là hồ sơ cầm tay, giá là 288 bao vào tên luôn. Em này được sơn xi màu bạc, biển số soát là quên mất, xin lỗi quý anh chị và các bạn, hồ sơ cầm tay rồi, sơn xi màu bạc, động cơ máy là 2.0, trang bị như đèn gầm rồi la răng đúc kết hợp với phanh đĩa, phanh ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, rồi túi khí an toàn, màn hình cam lùi, hai dàn điều hòa độc lập, cực kỳ là chất. Giá chỉ có 288 triệu đồng, đã bao gồm phí vào tên rồi, bao vào tên luôn. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe bán tải, một em Mazda BT50 sản xuất năm 2013, động cơ máy là 2.5, máy dầu 2 cầu số tự động, sản xuất năm 2013. Em này thì được sơn xi màu mận chín, biển số là 14C14447. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 435 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe thì được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh kết hợp với ABS, chống bó cứng, chống trơn trượt, phanh đĩa, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính phủ xòe, gương kính chỉnh điện, màn hình cam lùi, rồi túi khí an toàn, điều hòa hai dàn độc lập, một mẫu xe rất là đẹp, thùng lửng luôn, lốp lắp thì còn cực kỳ là dày, lốp cực kỳ là dày, vua lốp thì tầm bệ cực kỳ chắc chắn. Em này còn được độ thêm một đôi cảng lên xuống bằng nhôm rất là chất luôn, giá chỉ có 435 triệu đồng thôi. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Ford Everest sản xuất năm 2009, số tự động, máy dầu, tư nhân chính chủ, động cơ máy là 2.5 lít, trên động cơ máy là 2.5 lít. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 379 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc
phanh đĩa kết hợp với ABS chống vô cung chống trơn trượt, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đấy, rồi túi khí an toàn, hai dàn điều hòa độc lập, màn hình cam lùi, rồi hộp số tự động vô cấp rất là đẹp, một đôi cảng lên xuống rất là chất luôn. Giá chỉ có 379 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Ford Everest, máy dầu sản xuất năm 2009, máy dầu hai cầu số tự động cực kỳ là chất luôn. Và ngay bên cạnh đây thì em sẽ giới thiệu được quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Garen i10 hai đầu bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.2, em này được sơn xin màu bạc, biển kiểm soát biển thủ đô 30A 72337. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 258 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì cũng được nâng độ lên full đồ gần bằng bản đủ. Đấy, mà đã được nâng lên la răng đúc rồi, màn hình cam lùi gần bằng bản đủ luôn, giá không đổi 258 triệu đồng. Tiếp theo thì em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.5, đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2022, còn rất là dài. Đây một em Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2015, động cơ máy là 1.5, sơn xi màu vàng cát, biển số xuất là 38A 25821. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán mức giá là 365 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em này được trang bị như đèn gầm, rồi la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh kết hợp với ABS chống bó cứng chống trơn trượt, rồi xi nhan tích hợp trên gương, gương kính cụ xòe, gương kính chỉnh điện, túi khí an toàn, rồi màn hình cam lùi rất nhiều luôn, màn hình Android 10 inch rất là to, rất là đẹp. Ốp lốc rất nhiều thứ, ốp lốc đèn, rồi hõm cánh cửa, rồi về mưa, chân kính rất là chất luôn. Giá chỉ có 365 triệu đồng là quý anh chị và các bạn đã sở hữu cho mình một em Toyota Vios bản E xịn sản xuất năm 2015 rồi. Vừa rồi thì em Khởi cũng đã đi giới thiệu nhanh và báo giá toàn bộ xe đang có mặt tại chợ cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến một trong những cái mẫu xe mà đang có mặt tại chợ bên em, em nhấc điện thoại nên gọi điện trực tiếp cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị có thể kết bạn với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh và video chi tiết về những chiếc xe mà quý anh chị và các bạn đang muốn tham khảo, hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu và vàng ngọc của mình ghé qua chợ bên em đặt tại phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Yên, ngay mặt đường Năm Cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay cạnh trung tâm đăng kiểm Mỹ Hào, cực kỳ là dễ tìm. Quý anh chị và các bạn đi xe khách thì xe giường nằm, giường ngả, giường nghiêng, giường ngồi đều đi qua chợ bên em. Quý anh chị và các bạn xuống xe là đã có mặt tại chợ, không mất thêm một đồng tiền phí taxi hay xe ôm nào, là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ xem tận mắt, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như bên em giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, những anh chị nào mà đang đăng ký kênh lướt qua video của em thì đừng tiếc cho em một like. Còn những quý anh chị nào mới xem video của em lần đầu thì ủng hộ em Khởi bằng cách cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để mỗi khi em lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu xe mới cập bến tại chỗ ô tô cũ nguyên của em Khởi, thì quý anh chị và các bạn sẽ nhận được chuông thông báo. Đấy cũng là cái niềm vui, niềm hạnh phúc của em, cái nguồn nuôi sống kênh của em, làm kênh của em lớn mạnh, lan tỏa đến nhiều quý anh chị và các bạn. Nhiều quý anh chị và các bạn biết đến em Khởi hơn, đấy là cái niềm vui, niềm hạnh phúc rất là lớn của em, làm động lực để em làm những cái video chất lượng hơn gửi đến quý anh chị và các bạn. Em chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành em suốt thời gian qua.